pew. Đánh sớm phết. Dire team pick. Vâng, xin chào tất cả các bạn đang có mặt tại kênh stream của PewPew. Và chúng ta hãy cùng đến với kèo đấu BO3. Vâng, kèo đấu BO3 cuối cùng giữa DK và Newbie của ngày hôm nay. Vâng, hôm nay thì DK và Newbie họ có 3 kèo BO3. Một lần tại giải WWW, một lần tại giải Jazz vào lúc 6 giờ vừa rồi, và lần cuối cùng chính là giải này. Vâng, giải CDEC. Dire team pick. Vâng, chúng ta hãy cùng đến với những lượt ban pick. Về phía team DK, họ ban ra Lycan và Enchantress. Trong khi đó thì Newbie ban ra Burning và Mad Rider. Vâng, những lượt ban pick nó rất là dễ hiểu thôi, khi mà Enchant là một con support rất là mạnh. Naga thì là một carry mà rất được ưa thích bởi Trung Quốc. Và về phía Lycan và Mad Rider, đó là hai hero hot ban pick rồi. Và bên phía Newbie, họ là first ban pick nên họ có cho mình con Doom. Bởi việc Doom không bị ban ra. Nhưng mà DK họ đã phản công bằng lượt pick Enigma cho support farm rừng, cho một chiếc support farm rừng của Lanum. Và Tide Hunter cho một chiếc upland của Ice. Vâng, game đấu này xuất hiện ba cái ultimate rất là mạnh, đó là Black Hole của Enigma, Ravage của Tide và Doom của Doom. Và bây giờ bên phía Newbie có lẽ họ sẽ pick Brewmaster cho vị trí solo mid của Mu chăng? Có thể là Brewmaster. Vâng, và không biết tại sao trận đấu lần hôm nay bắt đầu khá là sớm. Đúng là 9 giờ mới bắt đầu mà hôm nay lại start trước sớm, trước 10 phút. Là mình đang trong giai đoạn chuẩn bị xem qua hai trận đấu, hai kèo BO3 lúc chiều giữa DK và Newbie. Vâng. Và mình sẽ suy nghĩ rất là lâu đến từ phía siêu 8. Và cuối cùng anh ấy chọn Shadow Shaman. Shadow Shaman là một con support sở hữu hai cái disable rất là mạnh, đó là cái Hex và cái Chói, cái Shackle, cái Scuba. Cùng với đó là một khả năng push trụ rất là tốt với cái cọc rắn của mình. Vâng, có lẽ là con Sama này sẽ được cầm bởi Banana. Và bên phía team Newbie thì họ ban ra OD và nhắm vào vị trí solo mid của Mushi. Vâng, OD của Mushi là nó là một cái thương hiệu rồi, giống như I'm a rap you vậy. Vâng, khi nhắc tới Mushi thì các chúng ta sẽ nhớ tới câu slogan, đó là I'm a rap you, một cái đến từ một cái câu khẩu hiệu đến từ những bức ảnh chế về Mushi ở trên Facebook. Vâng, và bây giờ tới lượt ban thứ 3 của bên phía team DK. Vẫn còn đó Invoker, vẫn còn đó Brewmaster. Vâng, hôm nay là Burning là người ban pick. Vâng, là mình đến từ bên DK. Và anh ấy chọn ban ra Razor. Vâng, và phía Newbie thì họ ban ra Mirana. Vâng, nhắm vào vị trí support của MMY. Tại vì DK là một team rất chuộng con Mirana cũng như con Lion cho vị trí support. Thường thì được cầm bởi MMY. Nhưng mà cũng có khi thì Lanum sẽ cầm Lion, nhưng mà ở game đấu này thì Enigma được cầm bởi Lanum rồi. Và phía DK họ ban ra AA, một con chuyên cao tờ những hero máu giấy, cũng như là những con hero có khả năng hồi máu. Và họ đã pick cho Morphling cho Burning. Vâng, DK Burning pick Morphling cho mình. Vâng, tiếp tục là một con signature hero đến từ phía DK.
Burning Mộc Linh nó là một cái thương hiệu rồi, khi mà trong những trận đấu gần đây chúng ta thường thấy Burning cầm Mộc Linh gánh team, coi như là một mình Burning gánh bốn thành viên còn lại. Reserve time. Và bây giờ tới lượt pick của bên phía team newbie, họ vẫn còn thiếu một Solomid cũng như là một con vâng Invoker. Invoker cho Mu rồi. Vâng, vậy Dire là team pick. Invoker cho phía Mu. Ông vừa bảo thiếu Solomid là biết ngay Solomid. Bây giờ DK có offlane, có support farm rừng, có carry rồi. Bây giờ họ cần một hero cho Mushi cũng như là MMY. Có thể là Lion MMY và họ chọn Lich. Ok, Lich cũng là một hero ổn, có vẻ như họ sẽ đi Doom mid. Vâng, bộ đôi Mộc Linh và Lich đi Doom mid cho Mushi đi safe lane. Cho Mushi đi safe lane rồi Lion đi farm rừng, Thai up lane. Chọn chọn chọn. Về phía team newbie, à, còn thiếu một support và một upland, vậy là Elder Titan. Dire team ban. Vâng, với việc họ biết Elder Titan thì có thể Hao sẽ cầm Doom carry. Có thể là Hao sẽ cầm Doom carry, tại vì là hiện tại thì Doom không thể đánh upland rồi. Không lẽ Doom lại đánh support farm rừng. Và bây giờ bên phía DK họ ban ra Ember Radiant Spirit à. CC Thought á à. CC Thought là xài chung với kênh 1 là Room 20. Xài chung với kênh 1 là Room 20. Hai kênh đều xài chung một cái Room CC Thought à. Nhưng mà hiện tại thì stream tôi nghĩ là nó khá là đẹp rồi, tại sao phải dùng tới CC Thought? Về phía team newbie Reserve họ đây, họ sẽ ban hero gì đây, họ cần ban vị trí của Mushi. Vâng, và họ ban ra Dire Viper team pick. à, họ ban cũng Viper vào vị trí carry safe lane của bên phía DK, tại vì Burning sẽ cầm Mộc Linh đi mid, Lich sẽ đi duo mid tới cả Mộc Linh rồi Thai up lane đi farm rừng, còn thiếu một con carry safe lane cho phía Mushi. Không biết sẽ là hero gì đây, khi mà có thể sẽ là Queen of Pain, có thể sẽ là Queen of Pain cho Mushi, có thể Mushi sẽ cầm Queen of Pain, tại vì là up này thì thân của Queen of Reserve Pain thì nó sẽ khá là khó chịu với việc là Tai Tai Anti này rồi Enigma vào Black Hole rồi Lich quăng Anti vào trong cái Black Hole rồi rồi con Queen of Pain chọn một cái góc để mà hú vào thì sẽ rất là mạnh, nó rất là mạnh. Chưa kể là với việc có Queen of Pain thì bên phía DK họ đảm bảo được một cái lượng gank, một cái độ nước đam để mà có thể đi gank ở early cũng như là mid game, tạo điều kiện cho Mộc Linh của Burning có thể farm được. Suy nghĩ rất là lâu đến từ phía bên này. Quên đập bé đi, quên đập bé đi. Quên đập bé đi. 8, 7, 6 Storm là Spirit. Storm Spirit cho bên phía Brilliant team team DK, được cầm bởi Mushi, chắc chắn được cầm bởi Mushi. Trong đó bên phía newbie họ còn thiếu một con support hoặc là một con carry, tại vì nếu mà Doom đánh carry thì họ thiếu một con support, nếu mà Doom đánh support thì họ sẽ thiếu carry. Hiện tại bên phía newbie mình nghĩ là Doom nên đánh support. Mình nghĩ là Doom nó đánh support và newbie họ sẽ pick thêm một con hack carry nữa. Reserve time.
Tại vì con Doom thì trong giai đoạn đầu chủ yếu là nó dùng cái Doom với lại cái lượng bên máu của nó thôi, và nó sẽ đi theo đường tăng để cho Invoker có thể combo được. Nên là vâng, vậy là tem là Assassin cho bên phía newbie. Vâng, tem là Assassin cho newbie. Vậy thì không biết họ sẽ chia như thế nào đây. Vâng, có vẻ như là Mu sẽ cầm TA, Invoker cầm bị hao chăng? Doom thì sẽ support thôi và ET sẽ đánh upland với siêu 8. Vâng, chúng ta hãy cùng chờ xem. Vâng, hiện tại có vẻ như đang có trận đấu giữa StarBOA và Ozone Gaming. Đó là lý do tại sao mà có người theo dõi trận đấu này đến như vậy. Và what the... Tại sao thông báo này kỳ vậy? Mình đã đổi rồi mà. DK với lại Newbie. Liệu 3. Ok. Vâng, nãy thì quên mất cái thông báo ở ở trên kênh stream. Vâng, bây giờ chúng ta cùng đến với game đấu. Vâng, có thể thấy được là Banana cầm Doom support, Mu cầm TA đi mid, còn Sang Sang thì Shaman support dễ hiểu rồi, CL8 up lane Aero Titan và Hao sẽ cầm Invoker. Trong khi đó bên phía DK, ba ai cầm Tai, Mushi cầm Storm, Lanham cầm Y nước ma, em Y cầm Lich và Burning cầm Ngọc Linh. Vâng, cái lab của bên phía team DK thì nó rất là quen thuộc rồi. Và có vẻ như Mushi sẽ đi mid. Phía newbie thì chắc chắn sẽ là Mu rồi. Mu đấu với lại Mushi. Mu cầm Trâm Anh đấu với lại Mushi. Cầm Storm Spirit. Cái Immortal của con Storm nhìn cái mắt đỏ như kiểu ma cà rồng nhìn rất là hay. Vâng. Có vẻ như trời ơi hôm nay cái mạng nó bị gì vậy, tại sao vào lobby rồi mà nó vẫn có chút lag, còn cái ping nó khá là cao khoảng 600, rất là khó chịu. Rồi lúc này thì Moshi nhìn nó lag hết hơn khi mà anh ấy có cho mình cái lượng nước đam có level 2 luôn rồi, trong khi đó thì Mu có lẽ cái level 1. Khá là khó chịu rồi. Cái ping nó rất là không ổn định. Rồi có các em qua ra hỗ trợ cho Mushi. Vậy thì khó cho Mu rồi. Khi mà con Lich nó sẽ ăn creep, cùng với đó là nó sẽ spam cái skill 1 Harass con TA rất là khó chịu. Thôi, lúc này Mu có gần level 3 rồi, phải cắn cả bottle rồi. Liên tục ở những màn Harass đến từ phía Mushi. Còn em qua thì cứ liên tục ăn creep thôi, em qua có level 2 rồi. Còn level 2 thì sẽ bắt đầu sẽ Harass Mu rất là khó chịu đây. Còn, gần phút thứ 2 rồi. Không biết ai sẽ là người ăn rồi. What the? Mà đai từ phía team Newbie gần đâm của Banana, đai thẳng vào trong và ăn được mạng của Bice và Rune Regen ở dưới bot. Vậy sao chơi? Denied.
Denied. Moshi còn rất ít máu. Con rune regen xuống ăn nhanh anh ơi. Đang hết máu mà gặp ngay rune regen thì phải gọi là quá là sung sướng luôn. Giống như là một cái fountain di động vậy. Một cái fountain lưu động như thằng Rang được. Ở đây em quay cần cẩn thận, có Dumbana đang được bước ra. Ăn con sói vào bằng một chém có crit luôn, rất là đau. Còn lại như bà nè sẽ lui về farm rừng. Trong khi đó thì thả cho Ha và Sen Sen ở trên top chơi với lại bà Ice. Còn bên đây lúc này ở dưới boss chơi với cả CO8. Còn lấy deny của bên đây khá là nhỉnh hơn, nhưng mà anh ấy có 18 lát hit và 9 deny. So với lại Hao thì trên lợi là khá lớn, gọi là khá lớn. Còn CO8 đi với cả Burning bị deny 11 con giữa này thì không biết CO8 phải sống sao đây. Oxy liên tục nhưng mà harass vào phía mù khá khó sống, mà con Lich nó cứ lâu lâu nó cứ lại mò ra, nó ném cái skill 1 vào mặt sẽ như thế nào. Với cả Storm của Moshi cũng là một con có khả năng nút đam rất tốt. Mu Mu còn rất ít mau. Giờ bể cả Refraction rồi. Moshi kéo không? MV rồi. Rất tỉnh táo, rất tỉnh táo. Đun MV cho em hoài. Họ cần cái Sanji để mà bắt được Mu. Liên tục với mày harass. Nó rất xanh rồi, kéo là vẫn còn phía mu nút đam đấm rất khó chịu. Có cả slow MV mail từ phía mu, giờ khô máu luôn anh ơi. Tiếp tục lao lên kéo nó refraction rồi, vậy là mu an toàn. Oxy vẫn muốn hộ báo chứ, liên tục vào những màn đập vào để cố tình phá cái refraction của từ phía mu. Tiếp con deny chuẩn xác. Còn lúc này có vẻ như Binning đang farm khá là xanh đây. Còn vừa mua một cái gì đó. Đâu rồi. Có vẻ như là một cái battle thôi. Còn 30 last hit và 13 deny. Quá là khủng khiếp đi. Phía Ha thì đánh Invoker theo cái style băng lửa bằng đường mắt lửa. Có vẻ sẽ rush cho mình một cái Midas. Hơn Ha thì cũng không kém cạnh Binning là mấy, mà chỉ thua có 5 cái last hit thôi. Lúc này là gần phút thứ 6 rồi, sẽ có một cái rune. Rune ở đâu đây? Rune trên top vẫn quá nhỏ cho đội check rune. Rune là nằm ở trên top và Battleground luôn. Smoke ra, thấy được CO8 kéo lại không? Kéo lại. Support AK xuất hiện, Focus, Mini Stun, Slow, các kiểu ra điểm và CO8 nằm xuống vâng. Một đêm Slow, Mini Stun rất là dễ dàng nè. Và Lan tận dụng cơ hội farm luôn cái rừng. Lúc này đây thì Mu sang là cái rune Elo, vâng đúng rồi, đó là cái rune Elo chờ phía Mu. Vâng, liên tục như mày harass, kéo Mu lại phải vào phía Mu luôn. Chơi luôn, bật cả Lunilu ra để mà cắn bắt tổ. Vâng, nếu mà farm vừa rồi mà... Ê, cẩn thận, mới level 4, chắc mày mà. À, vâng, farm vừa rồi mà nếu mà Moshi mà ăn được cái Lunilu thì sẽ rất là có lợi. Tại vì cái Lunilution là một cái rune dùng để counter tốt con TA. Tại vì khi mà nó biến ra ba cái bóng thì đánh vào thì nó sẽ vỡ cái refraction rất là nhanh. Biến ra hai cái bóng thì đập vào cái refraction này nó sẽ bị bể rất là nhanh. Và con TA mà nếu mà nó không có cái skill 1, cái reduction này thì nó sẽ rất là yếu. Rất là mỏng luôn. Dễ dàng nút đam chết được. Thật sự thì cái độ trâu của TA và early game chỉ là nhờ vào cái skill reduction này thôi.
Còn 4 điểm là 4 điểm là 6 phát. Vâng, gần 8 phút rồi, tỷ số mới 1 đều. Ở đây có vẻ họ định bắt Binning. Đúng rồi, Con Snap được Binning sang sang ra chó lại. Binning đổi máu rồi, rất là trâu. Giờ lướt đi thôi. Ôi dồi, cái dây bị lắc. Làm luôn. Thằng một bên này ăn được green haze. Thằng quả đó mà mu ăn được rune thì bên nên khó mà chạy được. Quả đó mà để cho mu ăn thì bên nên khó sống. Giờ có bóng của phía bên tiên để mà có một pha biến ra bóng. Chạy lên rồi. Lên rồi, còn 6 giây. 6 giây, 3 giây, 2 giây biến lên. Bên liên đã tới và có vào phía mu luôn. Không, chỉ là một đấm thôi. Các bạn lúc đó bên liên lúc đó Mushi đang mượn farm nên là không có lên bắt cấp được. Phần bên liên đi ra. Họ muốn ở đây ai ai dùng cả cơ tì CL8. Bây giờ hai anh đi gặp lên có Sunshine xuống, 3 nằm xuống. Tiếp theo đó CL8 chứ không. Chucking rất hay. Binning không có lướt. CL8 thoát rồi. Còn cắn Karun hết như thế này mà không chơi lại con Elton. Vì Banana đã tới, Banana mới level 5 thôi, vẫn chưa có đùm. Mời Binning đi về. Khá là lát ở ở đây kéo đồ sang sang. Binning đã tới một pha lướt vào dưới đồ sang sang. Rất là nhanh, nguyên mạng chính là Binning. Banana 10 phút rồi vẫn chưa có level 6. Anh ấy cần có cho mình cái level 6 để mà có thể hỗ trợ team. Tại vì đâm mà chơi cái vai trò support thì cần phải có một cái level 6 sớm để mà hỗ trợ cho team. Tại vì bản thân con đâm nó không có stun hay là slow gì cả. Nên chủ yếu là vai trò support thì chủ yếu là dùng cái khả năng farm nhanh của con đâm để rush những cái item support sớm như là mấy khan này nọ để mà hỗ trợ cho team thôi. Ở đây cô snap cái bóng của mình đi. Dire's middle tower is under attack. Banana lúc này vẫn xem như là khá là nghèo so với Galen. Mới xem thôi. Ở đây kéo được mu trụ bắn mu bởi Raxon rồi, một pha mèo bây giờ. Dĩ từ phía Mushi có lẽ mu sẽ nằm xuống, còn chính xác mu nằm xuống rồi. Dire's middle tower is learning to fear. Không phải nói là rất là buồn cái server Perfect World khi mà cái ping nó lên đến hơn 5-600 như thế này thì sẽ rất là khó chịu cho từ phía đu cũng như là các bạn. À, rất là khó chịu. Còn giàu nhất lúc này chính là Hao bởi vì có cho mình cái Midas. Binning có không? Binning không lên Midas. Ừ, Binning lên sẵn Twitch luôn, muốn đánh nhau sớm đây. À, lúc này 12 phút rồi, tỷ số là 3 đều. Lượng con chênh lệch con nghiêng về phía DK hơn 1k tiền thôi, SB cũng thế mà hơn 2k SB. DK họ có được một chút lợi thế. Ở đây sang sang. Làm gì có skill nào giữ lại để mà bắt Storm. Thật sự muốn bắt Storm vào lúc này thì chỉ còn cách là dùng Doom thôi. Chỉ có thể đâm được Star thì mới bắt được. Chứ nếu mà Shaman nó ra, Shaman ra thì vừa mới thấy mặt Shaman là Star mới lướt đi mất tiêu rồi. Cần có một cái đâm. Linh vào đâm. Ừ,
Vâng, support con Yubi. Ok. Denied. Ta stay để chơi. Lướt vào. Ping vào đây. Em bài ping vào đây. Em bài ping vào chỗ của Banana. Anh ấy đã thấy được Banana rồi. Em bài ping vào chỗ này. Hơn 13 phút rồi. Hai bên các bạn chơi rất là kỹ vì sao? Vâng, vì đây là một trận đấu quan trọng. Hiện tại trận này là trận chung kết nhánh thắng của giải CDEC. Nếu mà đội thắng thì được vào thẳng chung kết tổng, còn đội thua phải đánh thêm một trận chung kết nhánh thua nữa. Sẽ rất là cực. Đâm được bên liền rồi, nhưng mà TV ra hỗ trợ quá nhiều, vẫn 4 cái TV luôn. Kinh vậy sao chơi gọi cả họ như thế này. Lan Âm kéo được Banana rồi. Ok, bị Banana rồi. Lan Âm. Mình đang gọi tên Lan Âm. Rồi mình thấy chỉ có 4 thanh niên với DK thôi. Lan Âm ở đâu không thấy thì gọi tên. Anh niên này vẫn có vẻ như không quan tâm, mình tìm đánh cả team, anh vẫn cứ đi pha. Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower has fallen. Còn 14 phút rồi, 4-3 cho PDK. Và có vẻ như Hào đang ăn được cái chữ boss của mình với team DK rồi. Còn Hào lên cái Wizardry Staff. 1k6 tiền. Còn Disconnect đến từ phía bên Ninh. Vâng, Mushi lên cho mình cái Point Booster. Có vẻ như anh ấy sẽ lên cho mình cái Blue Stone luôn. Mushi lên Blue Stone cho bên phía Storm. Còn em ngoài không có gì nhiều ngoài một cái smoke. Bên Ninh thì có vẻ là sẽ rush thẳng cái Lincoln luôn. Trong khi đó thì bên phía Hao thì có Midas rồi. Cái Star of Wizardry này có thể sẽ là Book, đúng rồi, Book. Có thể sẽ là một cái Book cho bên phía Hao. Sang không có gì nhiều. Mu đang lên trống. Style phay trống thôi. Banana Rush Midas. Vâng, vậy là vẫn chưa có dấu hiệu lên Mayhem đến từ phía team newbie. Trong khi đó thì DK Lanem đã có cho mình cái Mayhem rồi. Đang ăn được rune rồi. Ba Ice lên cái Ring of Regen. Không biết là anh ấy sẽ lên Blink hay là lên Fox Staff đây. Với cái đà tích tiền như thế này thì có lẽ sẽ là một cấp Blink luôn. Còn hai bên chỉ là những cái pha thăm gia lực lượng thôi. Nhìn đi, có 4 người ở đây, họ muốn push cắm cái cọc rắn xuống rồi. Bây giờ họ sẽ push cái trụ này. Bóng rồi. TV ra đến từ phía bên đi. Bên đi cũng tới kéo được Mu. Mu cỡ vào phía Mu còn nửa máu một phân tay của ai và lên được cả Banana. Không có phía Banana đâm được Mushi. Nhưng mà Banana không chết. Sunshine xuống rồi, nằm xuống chứ là em hoài. Bên đi cũng chết. Còn cọc rắn của Sang Sen. Ở đây Mushi đang bị đâm rồi, chẳng làm được gì nhiều đâu. Lan nằm thì nãy giờ vẫn chưa xuất hiện nhưng mà làm cái black hole nào cả. Có vẻ như cái
cái nút hai là nút đạt của phía newbie khá là lớn với Shaman cọc rắn rồi Evoker là một cái sân strike ngay giữa đây chúng hai thành viên bên đây hai bên mất ít khá là còn rất là ít máu và cuối cùng kết thúc được cả em ngoài và cả bên tiên luôn. No gale can snuff the flames. Còn khá là lag, không thấy rõ được gì nhiều. Nhưng mà có thể thấy được là hiện tại bên phía newbie họ đang có được cái lợi thế về trụ khi mà họ ăn được một cái trụ mid cũng như là một cái trụ boss của bên phía tinh DK. Và bên Ninh thì được 1/3 cái Lincoln rồi. Vâng, khoảng chỗ này thì chắc phải 22 phút, khoảng 20 đến 22 phút thì bên Ninh mới có Lincoln. Khoảng từ 20 đến 22 phút bên đây mới có Lincoln. Trong khi đó thì Invoker vẫn đúng rồi, đó chính là cái bút. Howland bút. Chuẩn rồi, cái style sạch tệ. Nâng đều băng lửa. Radiant's bottom tower is fading fast. Vâng, ăn được thêm cái chút top nữa. 3 chậu cho phía team newbie rồi. Bữa nay là Midas nữa mới ghê. Midas rồi giờ chắc là Linh, chắc là Mecha này. Không, mình không, không. Có thể sẽ là một cái Blink. Đúng rồi, lên Blink trước để mà mở combat. Có thể sẽ là một cái Blink. Rồi Mushi thì gần xong cái Bloodstone rồi. Vậy ba ai làm gì vậy? Ấn vào nó sao anh đấm 3 cái mất cả khúc máu như thế này. Ở đây focus vào phía Banana bị kéo lại rồi, chắc chắn là làm thủ đến từ phía một cái Black Hole từ phía La Đầm kéo được cả CO8 luôn. Rất hay là CO8 cũng đã nằm xuống rồi. Fanty từ phía Lich và Mumu đây, La Đầm nằm xuống. Hào đã tới, Hào có cả sách cả đệ. Combo không trúng được, Mushi lướt đi về. An toàn rồi. Chỉ có đôi thấy từ phía Mu, anh ấy muốn Mushi. Mushi. Được rồi, tới rồi này. Khá là lát, Mushi một đánh nữa ăn được mạng. Chính là... ai đây? Vâng, đó là Evoker của Hào. Double kill cho Hào luôn, Killing Spree. Dire's bottom tower hopes for aid. Vâng, mà ăn chậu thôi. Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower is no more. Lên tới khoảng 700 rồi, 700-800. Bưng vậy sao chơi? Không biết hiện tại thì cáp quang biển nó có đang bị trục chặt hay cái gì không mà sao lắc thế? Bình thường thì stream cái giải này stream server Perfect World vẫn bình thường, ping tầm 4-500 stream rất là thoải mái, nhưng mà lên tầm 6-700 thì nó sẽ gây ra lag. Ở đây ai làm gì có anti. Kéo được banana có đúng banana có đúng đúng được Mushi rồi, xong luôn cả bên Ninh rồi. Và bây giờ cả em ngoài cũng sẽ chết. Ba ai cũng không ngoại lệ, triple kill cho Mu. Không phải nói là cái sự hiện diện của con Arrow tỏa tầm này rất là khó chịu. Khi mà nó nâng mắt cái kill này thì nó sẽ trừ hết cả màu trắng của bên phía TTK. Mình có thể thấy là Mushi không có một cái armor xanh. À, không, quên. Đúng rồi, làm gì có mỗi cái Mecha thôi. Ai tầm có Mushi đâu có cái nào cộng mà cộng cái điểm A màu xanh đâu. Toàn A màu trắng thôi, mà A màu trắng thì con Eo tao nó sẽ trừ hết. Bên đây thì có được cái nhẫn. Còn thêm 3 mo. Rồi cái Mechan thêm Aura thêm 2 mo nữa là 5. 5 mo cũng bình thường, 5 mo đấm tí là chết.
Tại vì con Elder Titan là một con rất là khó chịu. Trừ 100% armor trắng. Hiện tại còn 21 phút rồi và tỷ số đang là 12-7 nghiêng về phía team DK. Và có thể thấy được một điều rất là thú vị, đó là DK họ chưa push được một cái trụ nào của newbie cả. Trong khi đó thì bên phía newbie họ đã ăn được coi như là gần hết trụ ngoài rồi. Chỉ còn đúng một cái trụ này từ phía DK rồi. Vâng, lượng con chênh lệch đâu. Vâng, 10k nghiêng về phía newbie. ESP thì chỉ có hơn khoảng 3k thôi. Đó, nhưng mà 10 cái gold là một con số đáng kể. 10 cái gold là một con số đáng kể. Và hao xong bút 3 rồi. Giờ Ross cái BKB, gần xong BKB luôn rồi. Vẫn có cái BKB nữa thì ai cản được hao đây. Tại vì nhận thấy là một phía tình DK chỉ có đúng một skill có thể xuyên được cái BKB, đó chính là cái Black Hole của Lanham. Mà Lanham thì nãy giờ vẫn rất là chăm farm. Anh đi này nãy giờ rất là chăm pha, phải gọi là ngủ trong rừng cả trận luôn. Và phía Mushi thì vẫn chưa hoàn thành cho mình cái Bloodstone nữa. Và hoàn thành rồi thì phải làm gì? Và anh ấy vẫn cần cho mình một cái BKB. Mushi rất cần cái BKB mà lúc này vẫn chưa xong cái Bloodstone. Phía Mọc Linh của mình cũng thế, bên này cũng cần một cái BKB. Tại vì hiện tại thì cái điều mà DK cần đó là họ có thể sống trong combat để mà deal damage. Khi mà mình phải newbie cứ gặp DK xuất hiện là một nữa. Ở đây găng được ai bị chói lại rồi chắc chắn sẽ nằm xuống phía bay. Mùi tán Lanham TV về được. Còn bên đi thôi, bên đi có bóng của bên đi ở đây. Không sao, bên đi chạy được. Ai biết về. Vâng, có vẻ như con gà đang mang ra. Đúng rồi, BKB giống heo rồi. Top Tower is feeling its mortality. Dire's top tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. It will fall like a ripe apple. Lúc này có vẻ sẽ có nhau rồi. Middle tower is losing its foundation. Banana. Không, Banana không lên linh. Máy lên cho mình cái BKB luôn. Vậy là anh ấy chọn cái kiểu chậm mà chắc, có nghĩa là bật BKB lên xong rồi bước vào combat. Chứ không có cái kiểu fast and furious ông linh vào đâm xong rồi chạy. Thanh niên này chọn kiểu chậm mà chắc. Radiant's bottom tower is fading fast. Radiant's bottom tower is under attack. 13-7 nghiêng về phía team newbie. Trận đấu đã 25 phút rồi. Radiant's bottom tower is under attack. Ở đây, họ muốn 3 ai chưa? Đâm 3 đúng không? Không, chỉ là 3 ăn creep thôi. Có lẽ newbie họ sẽ ăn luôn nốt cái trụ này. Còn với việc mà ăn cái trụ này thì bên phía newbie họ sẽ kiểm soát toàn bộ bản đồ. Phải nói là toàn bộ bản đồ luôn. Nhưng mà DK họ không còn một cái trụ ngoài nữa thì họ sẽ bị cô lập lại trong cái nhà chính thôi, trong cái base thôi. Bây giờ cắm cọc rắn xuống đánh nhau luôn. Ở đây 3-2-1 lúc đan thì phía mù gần chết rồi. Ông cái kiểu mèo rất là khó chịu ở đây, đâm được phía bên liên đang bị đâm và BKB được phía Banana, họ muốn đạp trụ luôn. Oxy cũng đang bị slow nữa, rất là khó chịu. Bây giờ đứng ở nhà có cả anti của bên phía Elder Titan siêu 8. Bây giờ newbie họ sẽ bố cái trụ này.
một pha đâu là rất đẹp đến từ phía bay. Mushi cũng tới nhưng mà chưa ai chết cả đến trong phòng khách. Bay bị hack lại, hào bị cái bờ lên quậy cái thế giới. Bay ăn nguyên cái bò vào mặt và lên bàn đếm số. Có cái giảm từ phía CO8. Bây giờ làm gì tới đây? Mu lao vào như một vị thần, đấm 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 mất Aegis rồi. Lại tiếp tục cao tu, không có reflection dành cho phía Mu. Cắm Sentry xuống khó cho Mu rồi. Lâu được bên đây, chói vào phía bên đây, sang sang bị Fogger đến chết mà. Chói thì được nhưng mà không có pull up và hậu quả sang sang đã phải nằm xuống. Ở đây Mu phải dậm từ phía CO8. Mu đang bị Fogger vào, có lẽ anh ấy sẽ tiếp tục là cái mạng tiếp theo. Lúc đam vào, một nổ thì biết tâm. Nổ một SQ1 của Tom thôi, không có gì nhiều. Hơn 5 người Focus như thế này. Nhưng mà lúc này cái Rex của bên phía team DK, cái Mili Rex trên top đã mất nửa máu rồi. Vâng, lần tiếp theo Newbie vào chỗ, vào nhà của DK thì có thể cái lane top này sẽ nát. Trong khi đó thì DK, vâng DK họ cũng ăn được cái trụ ở đây. Vâng, cái trụ đầu tiên trong bên phía team DK. Vâng, cái này thì có thể trong rank deny rồi, bây giờ Newbie họ cần deny cái này. The Radiant have renounced their middle tower. Vâng, Hao bây giờ có vẻ sẽ lên cho mình một cái hex. Vâng, trên lệnh gold lúc này đã 12.000 nhưng mà phía Newbie cùng với đó là SP thì gần bằng 0. Và Newbie thì họ, mình nghĩ là họ nên thừa thẳng xong lên. Vì chúng ta đang nói đến việc DK có cho mình một linh. Vâng, bên Ninh là... What the... Phải găng lại. Còn cả 4 player găng Storm. Vâng, bên Linh rất nổi tiếng với khả năng farmbo và lật kèo với con Mọc Linh này. Newbie họ cần phải chú ý đến cái vấn đề đó và bây giờ có vẻ như họ sẽ tập trung ngăn bên Linh. Nhờ bên Linh có anti và giờ anh ấy về nhà rồi. Push chỗ thôi, và rồi thì giờ mình push. Anti khá là đầy đủ, Eo Titan còn khoảng 65 giây. Phía DK thì đầy đủ đồ chơi luôn. Black Hole, Ravage, các kiểu đầy đủ luôn. Here I am. Còn bây giờ một pha con giá phá ra cái Lincoln. Bên đây đang về nút đam. Bên đây nửa máu rồi, còn tí thôi, một pha dặm bây giờ thì sao đây? Mu, Mu có mèo à, không thèm đánh. Một pha hit point đến từ mặt bên tiền ở đây, kéo được Mu, Mu em không có vòng đánh vào, rất hay đến từ phía anh làm CL8. Đợt đó là CL8 nhưng mà không đủ đàn kết thúc được CL8, mà quá nhiều BKB. Mà quá nhiều BKB đến từ phía team Newbie và bài bắt ra đến từ phía Mu. Và mất một Rex midrange đến từ phía team DK rồi, DK mất Rex top rồi, bây giờ còn một Rex melee nữa thôi. Vâng, đó là thời điểm này thì DK học thuộc khá nhiều vào cái lượng nút đam và BKB thì quá nhiều. Bây giờ Mushi bị chó lại lên 7 điểm Mushi. Cả bên Ninh cũng cần phải cẩn thận đổi máu lên 3k2 máu rồi. 3k2 máu thì lấy đâu ra đam. Còn gói vào phía line nào từ phía Mu ăn mạng thì một là MMY. MMY 1 đấm 1 tay nữa. Một cái sunstrike không thành công nhưng mà TI của Mu kết thúc được và MMY. Ở đây Mu muốn bên Ninh và Mushi đã giết chết được heo. Còn việc sang cũng sẽ nằm xuống thôi. Bên đi 3k4 máu. Đổi hết luôn. Vâng, đổi hết sang Stray luôn. Triple kill cho phía Mushi. Vâng, kèo này hình như có vẻ không phải là bên đi gánh mà là Mushi gánh. Khi mà bên phía Newbie họ sử dụng hết BKB trong cái lượt push đầu tiên và Grax này, thì họ tiếp tục không chịu về mà họ tiếp tục combat mà dẫn đến việc là Mushi nút đàm chết hết cả lab của Infinity. Touché. Lúc này bên đi vẫn cố gắng farm cho mình cái EB.
Trong khi đó thì Doom của Banana đã có cho mình Kaplan rồi. Vâng, với việc có Kaplan thì Newbie hoàn toàn có thể tự tin lao vào và đâm bất kỳ một hero nào của bên phía team DK. Chính xác hơn thì bên phía Newbie họ cần đâm stop. Newbie họ cần đâm stop. Tại vì vai trò của bên Linh lúc này chỉ là sống trong combat thôi. Anh ấy chưa có đủ lượng đam và bây giờ anh ấy có EB rồi. Còn lúc này thì đúng là cần phải đâm bên đi. Lúc nãy khi mà chưa có EB thì bên Linh chỉ là một cái con kiểu như trâu bò trong combat thôi. Không tạo được nhiều biến cố nhiều với loại multi rune illusion. Sang Linh lên, không thấy ai. Roshan rồi. DK họ mất cái trụ này là họ đã mất đi cái lợi thế Roshan rồi. Tại vì khi mà combat thì Dire, nếu mà Dire mà back ra thì họ sẽ TP ra trụ này để mà combat tiếp tập 2. Mà các bạn, nhưng mà DK mất hết trụ ngoài rồi thì sẽ rất khó cho DK để mà combat được trong Roshan. Tuy nhiên thì nên nhớ họ vẫn sở hữu hai cái anti. Hai họ chịu đó là cái Black Hole và cái Ravage. Cướp Roshan từ... Không! Người ăn Roshan là phía Dire. Nhưng mà người cầm Aegis chính là Mu của bên phía team DB. Và Mu Si đã phải trả giá vì cái hành vi trộm cắp như thế. I foresee the Radiant's top tower falling shortly. Quá là một pha cướp Roshan không thành công. Cướp Aegis không thành công. Thôi thì cũng coi như lãng ủi khi mà bên phía DK họ ăn được con Roshan. Chỉ là không cứu được Aegis thôi. Còn lúc này thì Mushi sẽ sắm cho mình một cái Hex. Có vẻ là Hex cho Mushi. Phía Hào cũng lên Hex mà lên chưa được. Bởi nào mà đủ đồ rồi. CO8 cũng BKB, Mekhan. Bây giờ chỉ còn chờ Mu với lại Hao lên đầu đam nữa thôi. Là Newbie họ sẽ ngon lành. Về phía team DK thì lúc này ai có vẻ lên Siva. Lan nằm thì đủ quan tâm rồi, BKB, Mekhan, MMY. Khá là nghèo. Cần smoke từ phía team DK. Ở đây, Mu lỡ smoke rồi. Mu lao vào. Lao vào, Middleton. Lao vào. Đâm nó. Đừng có đâm nó, để dành đâm con to vui hơn. Không, đâm thường là nằm. Không kiên nhẫn, một pha sân xoài xuống chết được là nằm. Một cái lúc đam rất mạnh đến từ phía Mu. Thằng mèo. Ở đây, EY bị hack lại, phải có em EY nằm xuống rồi. Còn hai mạng và ba bác ra đến từ phía Lanham. Ở đây Mushi là nằm BKB đi ra một pha Black Hole trúng được Hào cả bên nào cũng vậy. Nhưng mà bây giờ là nằm đã chết rồi. Dù sao thì Hào cũng chết. Bây giờ bên Ninh cả Mushi chạy tán loạn mỗi người một phương trời. Đổi máu đến từ phía bên Ninh, không có vào phía bên Ninh hết máu rồi. Ở đây CO8 bị đập chết. Bên Ninh đổi máu nhiều ha. 1k3, 1k4 TB về thành công rồi. Vâng, tí Newbie họ thiếu đam kết thúc được, để kết thúc được Burning. Burning cứ cái kiểu mà ra rồi bấm nút đổi máu như thế này sao chơi. Đổi mà mọc linh mà đổi lên 3-4k máu sao giết. Tất cả còn một điều nữa là Invoker của Hào. Có thể thấy là lúc này Invoker bị ăn cấp Black Hole ở đây. Và anh ấy không kịp dùng được cái combo hủy diệt của Invoker băng lửa. Đó là combo đẩy Blast, thả thiên thạch đẩy Blast and Strike cũng như Cold Snap. Vâng, và 22-17 nghiêng về phía Newbie. 35 phút rồi. Lúc này lượng gold đâm xuống một chút. Vâng, khoảng 8k chênh lệch nghiêng về Newbie. SP thì đã xuống về phía DK rồi, 2k rưỡi. Vâng, có hack cho phía Mushi. Vâng, với việc có hack thì không biết bên phía Newbie họ sẽ phải làm sao đây.
tại vì cái team newbie thiếu. Vâng, newbie họ thiếu những cái skill giữ lại để mà cho TA đánh, để mà cho invoker combo. Họ thiếu cái bộ skill giữ lại, cái bộ skill disable. Chỉ có một mình Shaman là không đủ, Shaman với cái Sacco là không đủ. Khi mà mặc dù bên phía DK, bên phía newbie họ giết được support, nhưng mà vẫn còn đó Mushi, vẫn còn đó bên tiền, vẫn còn đó ai. Rất là khó đánh, thật sự rất là khó đánh. Khi mà bên phía DK họ sở hữu một cái anti xuyên BKB đến từ phía cách Black Hole, rồi một cái anti rất là rộng stun 2 giây đến từ phía cái Raven của Thai. Rồi chưa kể là con Lich nó anti nó ném vào hội nghị như thế này rất là không vui. Tom của Mushi lúc đang cũng rất là khỏe, và bây giờ Fedeka họ sở hữu thêm một cái Hex của bên phía Mushi nữa. Quá nhiều disable. Radiant's middle tower is under attack. It will fall like a Đúng là newbie họ đang dẫn, nhưng mà newbie rất khó combat. Khi mà họ bật BKB vào thì DK chỉ phải chạy thôi. Ở đây Pais có hai cọc rắn lên. Làm gì đây? Giờ newbie có vẻ họ không hứng đánh nhau nữa rồi. Giờ họ muốn quýt trụ, muốn quýt tách. Đâm đầu Bending rồi. Còn Bending 2k2 máu. Bây giờ đang chạy về, có lẽ sẽ thoát một pha anti. Xeo 8 phủ đầu thôi. Và giờ newbie họ sẽ ăn được cái Rex này. Còn Rex 8. Còn 1k frag rất hay. Còn có vào với Banana. Còn Black Hole 2 hero hào. Đó là hào. Còn hào và Banana ở đây mua một BKB rồi mà không giải quyết vấn đề gì. Và Bending có double kill. Cũng đó siêu tám team về. Ở đây thì Mu đang bị phân cấp từ phía Mushi kéo lại rồi, có lẽ Mu cũng sẽ nằm xuống. Còn đó là 4 mạng. Gì vậy? Mất Aegis. Mất Aegis cắm Sentry xuống thôi, sống mà. Xong Mu rồi. Một pha. Vâng, một pha Bending ngang qua cho mọi người ăn mạng, lại là MMY. Vâng, 4 mạng newbie. Newbie sau khi bật BKB xong thì họ sẽ rất là yếu. Còn như mình đã nói thì nếu bị họ bật BKB lên thì DK chỉ việc chạy thôi. Xong rồi hết BKB thì con thai của bên phía DK vào làm phát Ravage. Thế là xong combat. Easy. Bây giờ DK họ sẽ comeback. Còn DK 6k tiền chênh lệch cho phía newbie rồi. Chênh lệch đang dần được rút ngắn lại sau những pha combat. SB đâm thẳng xuống DK bằng 7k rưỡi hơn. Vâng, DK họ đang comeback. Vâng, đáng lẽ là lúc này với cái lợi thế mà của team newbie có từ lúc đầu tới giờ thì đáng lẽ lúc này DK họ phải mất tối thiểu là 2 lane rồi. Nhưng mà tại vì cái lap của bên phía newbie họ thiếu những cái skill giữ lại, những cái skill disable, nên là họ bị kẹt, họ bị gặp trục trặc trong vấn đề combat. Khi mà họ bật BKB lao lên, đồng ý là DK không làm gì được họ, nhưng mà họ cũng chẳng làm gì được bên phía DK luôn. Và bây giờ 40 phút rồi. Bây giờ theo mình nghĩ là tầm 10 phút nữa, khoảng 10 phút nữa thôi thì DK họ sẽ chính thức lật kèo. Còn để ý mới thấy Bending 21k network rồi. Hơn giàu hơn cả hao rồi. Còn cái lap của bên phía DK họ combat lay game rất là lợi. Tại vì có một cái anti xuyên BKB, đó chính là cái Black Hole của Lanum. Còn cho những cái skill mà xuyên BKB là những cái skill mà nói tạo lợi thế cho team về late game rất là lớn. Khi mà các hero đều có tiền lên BKB thì những cái skill xuyên BKB chính là những cái skill tạo ra những cái biến cố lớn trong combat. Ở đây khó mà đâm được Bending. Bây giờ đâm là Bending biến về đi. Bằng biến về rồi. Vâng, chỉ cần anh ấy rất là thính, phải nói là anh ấy rất là thính. Chỉ cần thấy cái dáng của siêu 8 bước ra thôi là anh ấy biến vào liền. Vâng, rất là ngại để bị đụng. Nhưng mà với một con mọc linh mà có Lincoln thì phải nói là gần như không thể găng được.
Nhưng mà chỉ cần nổ liên cần cái là một tên biến về liền. Ở đây mô về ác lại. Các bạn với mô Mushi kế rồi, có cả ai tới bật cả Shiva lên, bây giờ mô bật BKB lên EV. Ôi giời sao mà sống được. Có slow từ phía bên điên mà người ăn mạng. Có lẽ thôi là bên điên. Đúng đó chính là bên điên với cái EV. Mình thấy bên điên biến god là mình nghi lắm à. Chính xác là một cái EV vào mặt của mô và người ăn mạng chính là bên điên. Vâng, mình thì bản thân mình là mình không thích DK, nhưng mà mình ủng hộ DK, mình muốn DK thắng. Tại vì newbie mình đã trong thời gian gần đây mình cast game về newbie rất là nhiều, và họ có một cái truyền thống là họ thích, họ đang dẫn xong rồi họ không muốn kết thúc, họ thích kéo dài game đấu ra và dẫn đó là bị lật kèo. Còn điển hình là ở cái game 1 trong cái đấu BO3 với Dreamtime ngày hôm qua. Và tối hôm nay có vẻ như lịch sử lặp lại khi mà họ không thể kết thúc được cái game đấu sớm và họ để DK lật. Có lẽ là hiện tại DK họ đang lật cái kèo này rồi. Và càng về late game thì DK sẽ càng mạnh thôi. Nè Shiva các kiểu. Vâng, nhưng mà Shiva để làm gì? Vâng, cái newbie họ cần. Tại vì là hiện tại nhận thấy là newbie họ thiếu đi disable đúng không? Thì giờ cái newbie họ cần là họ cần một lượng đam thật là khỏe để họ kết thúc cái combat luôn. Mà không nên kéo dài combat để mà để cho team DK có thể sử dụng những cái skill ultimate rất là mạnh của mình. Họ cần mấy lúc đam thật là nhanh. Phòng top luôn. Nhưng mà bên phía newbie họ không làm được điều đó và giờ DK họ đang dẫn ăn rau xanh thì phía bên đây còn run double damage còn 550 đam, 550 đam cho phía bên đây con solo rau xanh rất có tỉnh, rất đẹp trai luôn. Ăn rau xanh rồi ở đây newbie họ smoke họ phát hiện là DK ăn được rau xanh rồi nên họ giải tán đây, ăn lui về. Vâng, tỷ số lúc này đã là 22-22 rồi. Còn 43 phút, gần 44 phút. Vâng, tiếp tục là hơn 3k tiền cho bên phía Binning. Có lẽ sẽ là một cái butterfly chăng? Vâng, có lẽ sẽ là một cái butterfly cho phía Binning. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. Vâng, vậy là Asakuras. Vâng, As cho bên phía một lần của bên liền. Vâng, một sự lựa chọn khá là hay để counter lại cái chiêu 3 của Aero Talent. Vâng, tại vì cái Aero Talent nó sẽ trừ hết cái lượng giáp trắng của bên phía con Mộc Linh. Thì Mộc Linh sẽ trâu nhờ cái giáp cộng vào. Vâng, đó là một cái item 2. Vâng, item này để counter lại cái skill 3 của Aero Talent. Siêu 8 Raven. Ở đây, Hao nằm xuống rất nhanh và gần như bốc hơi luôn. Vâng, Mushi áp sát được là Hao bốc hơi luôn. Vâng, chỉ cần Mushi tiến gần hơn và Hào lên bảng điểm số rồi. Thì bên đây cũng tới bằng khó do newbie rồi đây. Còn không có Hào thì đam đâu ra, một mình mu là không đủ. Mu ra nhưng đam cũng khá là ghê nhưng mà không đủ đam. Bên đây chỉ đổi máu thôi.
Và mù. Câu giờ cho Hào. Hào có bài bác không ta? Con Hào có bài bác. Hào có bài bác. Ngủ được bên đây. Lúc nam bên đây. Thôi có bài bác mù rồi, hát lại rồi. Đập rất đau và mù rồi cái bên chạy về. Rất may mắn đấy. Ở đây bên đi. Bị hát lại Focus vào bên đây. Một pha đẩy Flash Hào. Có hiện thật không? Sau đó chính là Cold Snap mà không đủ đau với được bên đi. Một pha dậm lại, tiếp tục chi đuổi. Tiếp tục chi đuổi. Và mình tiếp tục đổi máu, máu của mình bây giờ là 4k3 rồi, quá trâu rồi. 4k3, 4k4 máu. Thì làm sao mà giết. Khi mà bên phía DB họ tung hết skill có thể của họ ra. Mà bên đi vẫn còn hơn 1k máu. Còn trận đấu bước sang phút thứ 50 rồi, rất là kéo dài luôn. Nói là trận đấu này nó cực kỳ lâu. Double damage. Vâng, càng kéo dài thì DK càng mạnh thôi. Vâng, lúc này lượng trên lệch là bằng 0 thôi các bạn. Vâng, là bằng 0. Vâng, sau 46-47 phút thì DK họ đã kéo thế trận về. Vâng, lượng gold trên lệch đã bằng 0. Mà lúc này SP thì là 20k cho phía DK rồi. Vâng, chỉ có mỗi em quay là chưa có level 16 thôi. Em quay game đấu này khá là thọt. Sợ em quay game đấu này chỉ bị cấm quát này nọ thôi, chứ cũng không có cống hiến gì nhiều lắm. Hát em cờ và cái giáp này có lại sơn Shiva CL8 chắc là thêm một cái hát nữa. Mu thì đang lên đam nhưng mà hiện tại với một cái trận đấu mà 48 phút với một con carry trâu bò như một linh thì lượng đam hiện tại của Mu là chưa đủ. Mu cần một cái device. Mu cần một cái device sớm để mà tạo ảnh hưởng trong combat. Chứ bây giờ Mu tán bên đi không xi nhê, bên đi chỉ việc đổi máu và đi ra thôi. Đó là khỏe. Bên đi 4k tiền. Quá giàu rồi, full đồ luôn, có cả travel rồi. Bây giờ mất cái Aegis này, bên đi vẫn có thể farm nhanh thêm một cái tầm nữa và đánh nhau tiếp. Còn Aegis còn một phút và có vẻ như DK họ biết. Bây giờ thì lui về thôi. Aegis sắp mất rồi, không mình còn hiểm. Còn DK giờ sẽ ăn cái chỗ này. Thiếu đam. Nó có bắt đầu reduction. Cái bắt đầu reduction này thì nó hồi 100 máu một giây. Nếu mình không nhầm là 100 máu 1 giây vậy mà. Đi ca có vẻ khá là lớn. Đánh xuyên cái bắt đo luôn. Vâng, các bạn bảo divide mà rớt thì khóc tiếng mang. Vâng, cơ bản là newbie họ tới cái thế trận hiện tại thì họ đang thọt quá rồi. Bây giờ họ cần là họ YOLO một cái divide mà họ cố gắng kết thúc được để ca thôi. Chứ thật sự càng kéo dài game thì newbie họ sẽ càng thọt thôi. Refresh up luôn rồi này. Vâng, Titan mà từ lúc đầu team thọt, bây giờ lên được Refresh of Shiva. Kinh về sao chơi. Edigma của Titan này 4k3 tiền này. Bây giờ farm tiếp cái Refresh of là điều dễ dàng. Một xe như vừa mới mua đồ phải. Không. Giờ bên đây mất Aegis nè, farm bù này 6k tiền.
Bây giờ bạn nên lên một lên thêm một cái crit nữa. Một cái crit hoặc là một cái butterfly là coi như xong. Nghĩ là bên Linh cần một cái crit hoặc là một cái butterfly. Vâng, và lúc này mô farm 5k3 tiền. Ôm tiền rất nhiều. Nhưng mà không đánh nhau được nên là ai tầm này khá là thọ. Thì con TI này không phải là một con carry farm. Nó cần phải có một nó cần một phần tiền của nó là đến từ việc đánh nhau. Mà cứ nuôi rùa của này để ông một linh nó xấu slot thì sao mà chơi. Này lên ra xa vâng vậy là manta. Bên đi chọn manta để mà tránh việc bị silent ở đây. Ôi giời. Ờ. Một pha là rất hay đến từ ai bây giờ. Đó, cả lấy hồi ba heo luôn. Đó là ba nè, đó là mu, đó là heo. Heo có là heo nằm xuống rồi, bây giờ sẽ là mu. Lướt lên và có vào phía mu. Mu. Có cả mu xe tới, chắc chắn mu sẽ nằm xuống rồi. Duy chơi thì thôi, bị siêu tạo. Tôi tìm qua về VTK. Kết thúc game 1 rồi. Vâng, kết thúc game đấu thứ nhất rồi. Vâng, 53 phút 39 giây. Vâng. Nhưng mà các bạn vẫn cứ bình tĩnh. Vâng, các bạn đừng ra khỏi màn hình vì đây là kèo đấu BO3. Vâng, hãy nhớ đây là kèo đấu BO3. Đây chỉ mới là game 1 thôi, vẫn còn 2 game nữa. Vẫn còn đó cơ hội cho newbie. Vâng, chúng ta cùng xem qua cái điểm này một tí. Vâng, Burning đâu rồi? Burning 12.5. Vâng, vẫn thua siêu 8, siêu 8 12.6 rồi. Không mua xây 1.9. Vâng, em hôm qua có 2.3 rồi. Đúng rồi. Tại vì thanh niên này không có ảnh hưởng nhiều trong game combat. Thực sự em hôm qua không có ảnh hưởng nhiều trong combat. Điểm này là đúng rồi. Ok. Ok, và vừa rồi là phần stream và bình luận của Tudu đến từ PBB Studio. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi.